Tối cái này cũng còn to hơn. Đi con bên kia. Đây có. Con em mới. Mới trong mới sáng. Đang hái được rồi. Ừ. Nó cái gì xanh xanh này. Đây rồi à. Lấy đi. Cầm lấy cái. Cầm con. Đứng đi. Thank you.
sao mới phải mình. Quả này to. Bên đây có nhiều anh. Có lắm đây. Sang đi. Đầy lắm rồi. Nhìn lắm quá. Nhiều mà. Trước đi để đi. Hơi nóng quá. Quét đây à. Bị gai chọc một cái đi chứ. Cái bây giờ mà rốn á. Ây da. Nóng quá. Chú vào nó kia này. Lẹ quá. Đau không? Không. Nội. Thank you.
tôi bẩn hết áo rồi. À, ngồi dậy trước đấy. À, còn đâu ở đâu? Còn đâu hết rồi. Em đang kêu ngồi đợi em hái nốt một tí nhé. Để em hái được. Nếu mà để đợi em đi hái một tí đó. Ngồi đợi em một tí. Đây rồi. Anh đưa đâu chưa? Thế về đi nhỉ? Xe anh đổ phát lên. Đấy, có tóc, có tóc, có tóc. Có tóc. Đâu có cái gì đây? Đó. Sao là đầy vui? Ui, nhiều quá nhỉ. Cho con rủ, anh vui xong rồi em để nó rủ. Này đầy lắm, lát nó tuột đấy. Đổ á? Chắc không đổ đâu. Hả? Anh vui được không? Em vui nhé. Không, không vui được. Chân lớn chưa? Được. Anh đừng cố quá đổ ấy. Ui. Lên. Ui, 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 ui. Anh đừng cúi nhá. Ừ. Con nó rụng xuống đi. Ừ. Để em sửa lại nào. Chưa, sao thế này? Được rồi đấy, đi. Thank you.
đến 10.000 được bao nhiêu quả? Em ấy ổi cân bao nhiêu ạ? Thank you.
chợ hai vợ chồng. Gracias.
trồng rau à? Ờ, về rồi á. Bán được hết không? Bán được hết này. Đi đấy đi, đi cân vui đi. Không đội nón vào rồi. Nó phải chia ra để nó thưa nó mới lên nên bán đất hàng cân tính dòng như thế cân bao nhiêu cân 20.000 bán 15.000 được 5 gốc này 5 gốc á 4 gốc này 4 gốc rồi nắng này phải chia ra rồi nhưng mà sắp tối rồi. Hôm nay làm hơi thưa nhỉ? Em thưa cây lắm. Quá bẩn quá. Hả? Này, này.